xây dựng thôi. Em tưởng đâu bên anh làm là cái cửa, có một cái cửa trên lầu 1 bây giờ. Không thấy được. Làm gì chị cứ báo đi, em gọi anh Hải ra. Khoan em gọi Thải, anh Hải cho Thải đó, em cũng em làm với người ta hầu em cũng quen mà. Cái cửa sắt đó mà bây giờ đây này. Thì lát thì em quay cái biểu diễn mở ra cũng được, phải vô cũng được, em quay phát em ra này có gì cả chủ nhà thì tôi biết là cái vấn đề tạm và vậy đó. Khi chưa quay nãy mấy cái chụp hình bây giờ mới quay một cánh này ra, một cánh này rồi anh mở, đúng rồi anh mở ra giùm em cái, mở ra đi. Rồi sao mới vô rồi cái sao vậy thôi. Đáo ra anh đáo xong.